Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Tôi rất mong các anh em sẽ gửi những cái lời chúc tốt đẹp dành cho tôi cũng như là kênh anh em nhá. Đấy, vậy là chính thức tôi đã bước sang tuổi thứ 36. Vậy là gần đầu 4 đến nơi rồi. Ôi dồi ôi, thời gian gì mà trôi nhanh thế. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường. Nhanh quá anh em ạ. Vậy là cũng làm YouTube được 4 năm rồi. Từ hồi 32 tuổi bắt đầu làm YouTube. Hồi đấy là còn coi như là vừa livestream vừa canh vợ đẻ. Nếu anh em mà xem tôi từ những cái ngày đầu thì chắc anh em cũng biết. Cái ngày hồi đầu bắt đầu làm YouTube, bắt đầu livestream, đấy là cái ngày mà vợ tôi là bắt đầu mang bầu. Đấy, sau đấy thì làm được khoảng 9 tháng thì vợ đẻ. Livestream thì lúc nào cũng thế, là ngồi bàn làm việc livestream thì giường vợ nằm ở ngay bên cạnh. Đấy, xong có những cái lúc mà anh em nghe cả tiếng là trẻ con khóc khi mà khoai sinh ra đời. Đấy là những cái ngày đầu tiên của tôi, cái những cái năm đầu tiên tôi làm YouTube. Thế là bây giờ đấy, khoai lớn tướng rồi. Đấy, cũng là gần 3 tuổi rồi, đến tháng 8 là cháu được 3 tuổi. Thời gian trôi quá nhanh. Tôi không biết là chúng ta có thể đồng hành với nhau được đến khi nào nữa. Nhưng mà tôi rất mong là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta cùng đồng hành với nhau, tôi còn làm YouTube và anh em còn xem tôi, thì tôi rất mong có được những cái sự ủng hộ từ phía anh em nhé. Và như thường lệ, đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Nguyễn Đức Trung. À sorry anh em, Nguyễn Trung Đức, anh em Nguyễn Trung Đức chứ không phải là Nguyễn Đức Trung. Và bạn Dương Thanh Hương đã donate cùng với lời chúc mừng cho kênh phát triển tốt hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhá. Ngoài ra thì còn một anh em nữa donate cho tôi, nhưng mà donate qua ngân hàng thì tôi cũng không có tra được xem là tên anh em là gì. Thì anh em có cái ngân hàng MSB đuôi 888 thì rất là cảm ơn anh em nhá. 4 số cuối là 1888 thì không biết là anh em nào, anh em có thể comment ở phía dưới này nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Lê Anh đã đăng ký hội viên mới ở kênh. Và xin được cảm ơn anh em Quân Chu, anh em Đăng Khoa, anh em Rin Chết, anh em Vũ Đức Long, anh em Nguyễn Viết Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên của kênh. Rất là cảm ơn các anh em đã dành một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay phải nói là rất may mắn luôn. Vào đúng cái ngày sinh nhật của tôi thì nó có rất nhiều cái may mắn. Đấy, hôm qua thì bạn Phạm Việt Tùng tối qua donate cho tôi chúc mừng kênh phát triển. Sáng nay thì mở mắt ra là có tin nhắn của bạn Đặng Minh Trung. Thế thì cũng chúc kênh phát triển, chúc tôi là tiếp tục là có thể là phục vụ anh em lâu dài. Thì tôi vừa mới cảm ơn anh em Đặng Minh Trung xong. Tôi vào tôi check mail thì tôi có một cái thư mời đến từ nhà phát hành Frodo, nhà phát hành game, nhà phát triển game. Đấy, thì anh em biết là có một cái thông tin gì không? Đấy chính là chia sẻ anh em luôn, tin này tin nội bộ. Không phải là ai cũng biết đâu, tôi là được thư mời thì tôi biết thôi. Đấy là sắp tới là có một cái giải cực kỳ to của Dorodo nha anh em nhá. Đấy, một cái giải mà phải nói là nó là cái giải mà mới tổ chức được một lần thôi, từ lúc mà cái con game này nó ra đời này. Đấy là từ trước đến nay là mới là một lần duy nhất thôi. Là hồi đấy là vào năm 2019. Là nó là cái giải chung kết thế giới ấy, bộ môn Auto Chess. Đấy thì bây giờ là cái lần thứ hai, nó sắp tổ chức là cái lần thứ hai. Đấy, và cái thông tin này là cái thông tin mà tôi là cái người được mời để live stream cái giải đấy. Đấy thì tôi được biết trước. Đấy, tôi có thư mời thì tôi biết trước cái giải đấy. Thì đấy thì tôi cũng tiết lộ cho anh em biết cái là sắp có một cái giải rất là hay. Giải rất là lớn, phải nói là lớn nhất trong cái bộ môn Auto Chess này. Tổ chức lớn nhất trong cái bộ môn Auto Chess này. Và cái niềm vui đấy chính là tôi là cái người được mời đấy, mời để có thể là làm streamer live stream cái giải đầu đấy, phát trực tiếp cho anh em. Đấy, được cấp phép bản quyền để có thể live stream. À, tuyệt vời không anh em? Rất tuyệt vời đấy chứ. Đấy, còn trước đây là live stream những cái giải lớn như này này, là thực ra là tôi là không dám live stream đâu, bởi vì sợ, rất là sợ về cái vấn đề bản quyền. Đã từng bị bản quyền đóng dấu một lần rồi. Đấy, bị ban tới 3 tháng chỉ vì một vạch bản quyền thôi. Ở cái giải ngày trước tôi live stream ấy, mà cái giải đấy là thậm chí là tôi còn xin phép rồi nhá. Tôi xin phép bản hoi rồi. Đấy, nhưng mà sau khi mà tôi rút khỏi cái giải đấy, tức là sau khi mà tôi không có live stream tiếp ấy, đấy là người ta đánh lại bản quyền của tôi. Cái đợt đấy anh em còn nhớ không? Đấy, mất 3 tháng không live stream được. Đấy, chính là vì là cái vụ đấy. Nên là từ lúc đấy trở đi là tôi rất là
gọi là phải cẩn thận trong những cái vụ live stream giải như này. Đấy thì cái đợt này là tôi sẽ phải hết sức là cẩn thận. Tôi sẽ phải có làm việc với cả bên Drodo cẩn thận để nó ra một cái hợp đồng. Nó ra là một cái hợp đồng live stream giải. Còn tôi cũng nói chuyện với cả bên gọi là chăm sóc rồi. Đấy, có một cái người chuyên làm việc với tôi kể với anh em từ trước đấy, là có một người ở thị trường Việt Nam là chuyên gọi là liên lạc với các streamer, liên lạc với các YouTuber, thì có làm việc với tôi thì cũng có chia sẻ hẳn hoi. Đấy, tức là làm cái này là không phải là tôi làm cho vui, mà người ta có là bồi dưỡng trả công cho streamer hẳn hoi. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi cái vấn đề tiền ấy thì nói chung là nó cũng ít thôi, nó cũng không phải là vấn đề mà nó hấp dẫn đối với tôi, nó không thu hút bởi cái vấn đề tiền. Bởi vì trả thực ra thì livestream cả giải rất nhiều mà nó chỉ được khoảng 1-2 triệu thôi anh em ạ, không đáng là bao nhiêu. Đấy, nhưng mà cái vấn đề mà tôi quan tâm nhất ấy, đấy chính là cái vấn đề về bản quyền. Đấy, về tôi livestream xong mà ông đánh bản quyền tôi. Đấy, ví dụ như là bình thường mà không có vấn đề gì thì không sao. Đấy, mình livestream mình có vui vẻ với nhau, đấy hết giải thì chúng ta ai về nhà đấy. Nước sông không phạm nước giếng thì không sao cả. Đấy, nhưng mà có cái là livestream giải này thì tôi là một cái người kinh nghiệm làm YouTube rồi anh em ạ. Làm tới 4 năm rồi nên là quá kinh nghiệm rồi. Những cái vụ mà livestream mà nó cái dạng như kiểu là phát chung ấy, phát chung nhiều kênh mà họ cung cấp cho tôi một cái đường truyền và cũng cung cấp cho những cái người khác đường truyền ấy, thì dễ đấm nhau lắm anh em ạ. Nó dễ đấm nhau về vấn đề bản quyền lắm, bởi vì mấy thằng nó phát chung luồng là giống hệt nhau về mặt hình ảnh, khác mỗi cái mặt bình luận thôi anh em ạ. Đấy, chính vì thế là cái vấn đề tôi phải đảm bảo cái vấn đề bản quyền thì tôi mới live stream cái giải đấy. Thế là anh em, cái này tôi thông báo trước cho anh em thôi, chứ còn về cái mặt là chắc chắn là live stream giải thì tôi chưa biết anh em nhá. Nó sẽ còn rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề về bản quyền, là tôi sẽ phải làm việc cẩn thận cho cái lần này. Chứ còn bây giờ mà tôi live stream xong lại 2-3 tháng tôi bị ban thì thôi toàn luôn nha anh em nhá. Đấy, nên là anh em cũng hóng thì anh em cũng sẽ một ngày vài ngày nữa anh em cũng sẽ biết cái giải đấy. Và anh em sẽ hóng tôi. Thì tôi cũng nói luôn, tôi chia sẻ luôn cho anh em trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, cái vấn đề về live stream này. Đấy, là cái thứ nhất là vấn đề về bản quyền được đảm bảo rồi này. Đấy, cái vấn đề thứ hai là tại sao tôi lại nhận livestream cái giải. Thì thực ra ấy, là nhận livestream cái giải này là tôi cũng làm một phần là vì là muốn là các anh em được tiếp cận với cả những cái giải mà giải đấu lớn của thế giới và có một cái cái mặt phân tích đến từ tôi nhá. Tôi cũng không phải là tinh tướng tinh vi gì hơn cái kênh khác, nhưng mà nó có một cái độ hay nhất định mà tôi phải tự nhận là ở trên kênh của tôi, về cái mặt phân tích game cũng như là về cái mặt truyền cảm. Đấy, truyền tải được cái nội dung của một cái trận đấu thì tôi nghĩ là tôi muốn là các anh em được cảm nhận được được xem những cái trận đấu mà ngoài cái mặt là về ở trong game ấy, người ta trình diễn kỹ năng tốt, người ta đánh rất hay, thì còn về cái mặt phân tích game cũng như là về mặt bình luận ổn áp để cho anh em có được những cái trải nghiệm tốt nhất. Chính vì thế là tôi cũng rất muốn là có thể live stream cái giải đó để coi như là tôi phục vụ và dành tặng anh em đi nhá. Được không? Ok nhá. Đấy là cái thứ hai. Đấy, cái quan trọng nhất là kênh của tôi. Cái thứ hai là viewer của tôi. Thế còn cái thứ ba là gì? Đấy chính là cái clip này tôi cũng tiết lộ cho anh em, để các anh em mà game thủ mà tự tin vào cái khả năng năng lực của anh em, anh em tự tin là bản thân có thể đăng ký và tham gia thi đấu cái giải này. Đấy, thì anh em nhớ nhá, là tôi đã tiết lộ cho anh em và anh em đã biết được là có cái giải này nó sắp tới đấy. Đúng không? Thì là anh em chỉ cần là anh em theo dõi cái fanpage của Drodo, cái fanpage AutoChat Mobile ấy. Đấy, anh em cứ theo dõi ở đấy. Thì là khi mà nó mở một cái là anh em đăng ký luôn. Thì là anh em vào anh em chuyển thôi nhá. Anh em chuyển, anh em thể hiện mình thôi. Thì tôi cũng nói luôn là cái giải đấy là nó sẽ có là 250 slot của khu vực là Đông Nam Á nhá anh em nhá. Tức là trong khu vực Đông Nam Á người ta chỉ lấy 250 người thôi. Chính vì thế nên là ai mà đăng ký muộn là sẽ không được đăng ký đâu. Tất nhiên là nó sẽ có một vài cái tiêu chuẩn như là cái mức rank. Đấy, cái mức rank của anh em là tối thiểu là phải được bao nhiêu. Ví dụ như là kinh 1 hoặc là ví dụ như là queen. Đấy, hoặc là
top 10 ở server chẳng hạn, thì cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm đấy. Nhưng mà nó sẽ có tiêu chí ở ngay cái ngày mà nó ra cái thông báo là cho đăng ký ấy, thì anh em nếu mà anh em có điều kiện thì anh em có thể đăng ký tham gia đấy. Anh em tự tin vào khả năng bản thân, anh em có thể tự đăng ký tham gia nhá. Đấy là cái thứ ba, đấy chính là về cơ bản là về cái độ may mắn của tôi trong ngày hôm nay khi mà đấy tiết lộ cho anh em là cái thứ nhất thôi. Cả cái thứ hai nữa mà có một cái thư khác. Cái thư khác thì nó lại còn nghe còn có vẻ hấp dẫn hơn, nhưng mà tôi cũng đang tính. Cái thư thứ hai thì nó thế này. Sorry anh em là cái giọng của tôi, anh em biết là hai hôm nay tôi nghỉ là bởi vì là tôi bị mất giọng. Hôm nay cố gắng là cái họng của tôi nó đỡ hơn một chút thì tôi lên clip, chứ còn hai ngày hôm trước là tôi không thể nói được luôn. Đấy cái giọng của tôi anh em thấy là hôm nay nó hơi khác, nó khá là khàn khàn. Cái họng của tôi nó bị đau, nó đang khá là đau. Nên anh em thông cảm nếu mà nó hơi một chút hằn, nó hơi một chút gằn giọng, nó hơi có một chút gì đấy mà nghe nó không được gọi là dễ chịu như những cái ngày bình thường nha anh em nhá. Thì anh em thông cảm với tôi. Đấy thì cái thứ hai là có một cái thư khác gửi cho tôi ngày hôm nay. Thì cái thư đấy nó liên quan đến cái việc là có một cái sự chia sẻ của từ nhà phát hành con game này đến tôi. Đấy, kèm theo một cái cuộc nói chuyện khá là dài của tôi với cả cái nhân vật mà được cho là đang đóng vai trò là quản lý cái thị trường ở Việt Nam, thì có chia sẻ khá là nhiều cho tôi đến những cái dự định ở trong cái con game này sắp tới. Thì phải nói thật với anh em là người ta có chia vui với tôi, cũng như là chia vui với cả chính con game này, chia vui với tôi về cái phát triển của con game này. Khi mà dạo gần đây khoảng 2-3 tháng gần đây, tự nhiên cái số lượng người chơi ấy, con game này nó tăng đột biến, nó tăng lên rất là nhiều nhá. Từ trước đây tôi nhớ là mỗi một mùa ấy, nó chỉ khoảng 5.000 lượt đao cho mỗi một cái nền tảng thôi. Cộng 3 nền tảng vào thì nó rơi vào tầm khoảng 15.000 người chơi. Đấy, nhưng mà tầm này là bây giờ là người ta thống kê ấy, là có khoảng 100.000 người. Đấy, chơi 100.000 người chơi ở cái phiên bản mới nhất này, update này này. Đấy, nó chứng tỏ là cái điều gì, là cái con game này nó đang hồi sinh trở lại. Và nhà phát hành ấy, nhà phát hành game ấy, Dorado, người ta đã quyết định là đầu tư vào con game này. Đấy, chứ trước đây là người ta chỉ cầm chừng thôi, thì bây giờ người ta đã bỏ tiền vào đây để người ta đầu tư, vì thấy cái sự phát triển của con game này nó bắt đầu nó hồi sinh. Chính vì thế nên người ta quyết định là đầu tư trở lại, và người ta quyết định đầu tư tiền vào. Đấy, thì đợt này làm quảng cáo marketing khá là nhiều, thì dẫn tới việc là nó có một cái nguồn ở đây, nó là cái nguồn dành cho YouTuber cũng như là streamer, một cái quỹ dành cho riêng chúng tôi. Ơ được rồi, mất chuỗi này. Thằng Clive xanh quá, chuyện này thằng Clive xanh quá, là cắt được chuỗi của tôi nữa, lại còn có chuỗi thắng nữa, căng thật. Thì đấy, thì chia sẻ với anh em là có một cái thư gửi cho tôi và kèm theo một cái lời đề nghị là sẽ stream game của người ta. Đấy, stream cái con game này, con game Auto Chess Mobile này. Đấy, hàng ngày. Đấy, phục vụ anh em hàng ngày. Đấy, thì người ta sẽ trả lương cứng cho tôi. Mức lương cứng thì tôi xin được phép được không được tiết lộ, bởi vì là cái này nó là ưu tiên những streamer và YouTuber đã có, tức là có tên tuổi đấy, có một cái lượng fan nhất định trước. Đấy anh em ạ, thì người ta ưu tiên hơn, người ta có thư mời luôn là sẽ về livestream cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giả từng ngày lương. Đấy, nhưng mà tôi cũng nói luôn là cái mức lương này nó không cao đâu, nó cũng không đáp ứng nổi cái gọi là cái cuộc sống của tôi. Tôi nói luôn tức là mỗi ngày là phải livestream tầm khoảng 5 tiếng và trả cho tôi một cái mức lương nó gọi là cố định hàng tháng. Thì tôi cũng đang đắn đo lắm, bởi vì là thực ra thời gian thì không có anh em ạ, thời gian tôi không có nhiều. Tôi làm cái thời gian mục quỹ, cái thời gian một ngày của tôi nó rất là hạn hẹp. Ngoài làm YouTube này, tôi còn làm một công việc khác mà YouTube này nhá, là tôi là riêng hai kênh. Có hai kênh của tôi là mỗi một ngày là tôi phải nghĩ content cho hai kênh, là mất bố nó lửa ngày rồi. Đấy, content cho kênh Auto Chess Mobile này nhá, là ra một clip một ngày, sau đó làm cho kênh còn lại của tôi, nó làm về content về nghệ thuật thì cũng phải nghĩ rất nhiều, tức là hai kênh nó đều liên quan đến sáng tạo. Chính vì thế là cái khoảng thời gian, cái quỹ thời gian của tôi là không nhiều dành cho livestream. Đấy, mà cái mức lương họ trả cho tôi thì đối với tôi nhá, còn đối với anh em khác thì không biết, nhưng mà đối với tôi thì là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của tôi. Chính vì thế tôi đang suy nghĩ. Còn
trong cái khoảng thời gian tiếp theo đây này, sắp tới ấy nhá, là họ sẽ cho đăng ký, tức là ngoài những cái người mà gọi là KOL đã có sẵn rồi ấy, như là tôi chẳng hạn, hoặc là những cái kênh lớn khác ấy đã có một lượng fan nhất định rồi, thì những anh em mà bắt đầu livestream, bắt đầu lập nghiệp đấy, bắt đầu làm dấn thân vào cái nghề YouTuber, nghề livestream là có thể đăng ký, cho đăng ký đấy, cho đăng ký và trả lương cho anh em hàng tháng. Thì tôi nghĩ là cái công việc này nó khá phù hợp với các anh em mà còn trẻ, các anh em có nhiều thời gian, các anh em là sinh viên chẳng hạn, hoặc là các anh em mà ra trường, mới ra trường còn nhiều thời gian, chưa phải vướng vào những cái công việc mà nó làm toàn thời gian đấy, nó quá nhiều thời gian. Ví dụ như sinh viên, anh em có thể học buổi sáng rồi buổi chiều anh em ngồi livestream đến buổi tối, thế là ok, 5 tiếng một ngày là vẫn là ok đấy, anh em kiếm thêm thu nhập. Thì tôi nghĩ là cái số tiền mà người ta trả cho anh em thì tôi nghĩ là nó sẽ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của một anh em trẻ đấy, một anh em trẻ tuổi, hoặc là có thể là chị em nhá. Đấy, cuối tuần là có thể đủ tiền để đưa bạn gái đi chơi, đi uống trà sữa, đi chơi rất là ok. Thậm chí là còn nếu mà tích tiền khoảng 2-3 tháng là có thể đủ tiền để đi du lịch nhá, rất là ok đấy. Đấy, còn đối với cả các anh em mà có gia đình rồi, mà có các cái công việc ổn định rồi, thì tôi nghĩ là nó cũng không phù hợp, nó khá ít đấy. Nhưng mà biết đâu đấy là kênh các kênh của anh em sau này nó phát triển lên nhờ cái con game này đấy, thì cũng được nhá. Lúc đấy thì nó lại kiếm tiền ở những cái chỗ khác đấy. Còn ví dụ như là tôi, ví dụ như là cái game này nó phát triển hơn thì là cái lương của anh em ấy người ta sẽ trả cho cao hơn chả cũng được, nhưng mà cái đấy nó là cái câu chuyện tương lai đấy. Còn câu chuyện về sắp tới này là tôi nghĩ là các anh em mà trẻ thì rất là phù hợp với công việc đấy, tức là ngồi livestream một ngày khoảng 5 tiếng đấy. Đối với các anh em mà đang làm nghề livestream ấy thì nó lại rất là phù hợp, là một công đôi việc luôn đấy nhá anh em nhá. Thì tôi cũng có chia sẻ với anh em về cái thư mời của tôi, nhưng mà đồng thời thì cũng là sắp tới là đây là cái thông tin để cho các anh em mà có cái nguyện vọng hay là ước muốn để làm một streamer thì có thể đăng ký anh em nhá. Và đây nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái con đường để cho một cái người streamer mà mới có thể dễ tiếp cận được, dễ được người ta biết đến hơn. Bởi vì nếu mà được nhà phát hành người ta chủ động, người ta thuê để người ta trả tiền cho anh em hàng tháng để anh em làm việc cho người ta ấy, thì người ta sẽ có những cái PR, người ta sẽ giúp cho anh em phát triển nhanh hơn. Đấy là chắc chắn nhá anh em nhá, chắc chắn đấy. Kênh nó sẽ được nhiều người biết đến nhanh hơn so với cái việc là anh em đi một mình, anh em làm một mình, anh em tự làm. Tôi anh em biết đấy, làm rất lâu là kênh nó mới được như bây giờ, chứ nó không phải là ngày một là ngày hai mà nó lên được đâu. Phải cả một cái quá trình phấn đấu, cố gắng hàng ngày đấy. Có những cái lúc mà tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng mà lại cuối cùng lại cố gắng, thế nó mới được như cái ngày hôm nay đấy. Anh em thấy là kênh bây giờ nhiều anh em biết đến, nhiều anh em yêu quý, cũng chính là vì là như thế. Nó phải rất là khó khăn, rất là nỗ lực khi mà chơi một mình đấy. Con đường này, trò chơi này mà nếu mà chúng ta một mình làm thì nó rất là lâu và rất là mất thời gian. Nhưng nếu mà qua cái đợt này anh em lại được người ta chấp cánh nho thì nó sẽ rất nhanh nhá. Rồi, trong cái con game này thì tôi bây giờ đang đi trên con đường đi phe giờ anh em ạ. Dã man. Trong khi đấy nhá, cái trận này nó có Tsunami. Mẹ, chết tôi rồi. Đây không biết là có phải là cái lựa chọn sai lầm của tôi không đây. Khi mà tôi bỏ cái bộ Hunter tôi lại chuyển sang phe giờ, khi mà tôi nhận thấy là ra khá nhiều phe giờ. Chứ còn nếu mà đi Hunter là cũng ngon đấy nhá. Có Tsunami là trận này 9 hăn, hoặc là Hunter Beat là cực kỳ là ok đấy nhá. Nhưng mà phe giờ thì trận này nó cũng có tới 2 con 5 tiền anh em ạ, 2 con 5 đô. Mà late game là chúng ta có thể chuyển sang là chúng ta chơi chơi 9 phe giờ hàng real thì nó cũng rất là ok. Đấy. Rồi, round tiếp theo chúng ta sẽ gặp thằng Assassin đấy. Nên là tôi xếp làm sao để lé cái thằng Assassin. Ok. Căng thật. Trận này có Kakulai cả Assassin. Đấy chính là lý do mà tại làm sao tôi không chơi Hunter đấy anh em ạ. Assassin rất là sợ Hunter.
chơi cái bộ 9 Hunter ấy thì lại không 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 sợ cửa lai nhưng mà lại sợ assassin. Mà nếu mà chơi Hunter Beat thì lại không sợ assassin nhưng mà lại sợ cửa lai. Chính vì thế là nếu mà chúng ta chơi phe giờ thì sao? Thì chúng ta chỉ sợ mỗi Hunter thôi. Mà chơi phe giờ sợ mỗi Hunter với 9m thôi, trận này có 9m 5 rồng nó chơi thì chỉ sợ mỗi cái bọn đấy thôi anh em ạ. Chứ còn những cái thằng khác thì vô tư. Bây giờ meta của nó cân bằng lắm. Đấy, trận này có 9m ở trên kia, 5 rồng 9m, 12 con. Hoàng VM top 2 là chơi 9m đấy. 9m 5 rồng 2 gót ở level 12 nếu mà lên được nha anh em nhá. Và trận này cũng đẩy cũng khá là căng đấy nhá. Chưa chắc đã lên được level 12 đâu. Nhìn thì thôi. À quên, có một cái này mà hôm trước có anh em donate cho tôi xong rồi hỏi nhưng mà tôi quên mất, tôi chưa có giải thích cho anh em về cái việc là dạo gần đây thì nó có một vài cái nó gọi là mở khóa cái skin, mở khóa cái skin dấu ấn ấy anh em, dấu ấn skin. Đấy. Thì cái vấn đề này có rất nhiều người đang lầm tưởng là cái dấu ấn đấy là có tác động là giúp cho cái con tướng của anh em khi mà mặc cái skin đấy là nó tăng đam. Đấy, nó tăng đam hay là hút máu hay các thứ thì không phải anh em nhá, anh em nhầm rồi. Hay quá, gấu lên được hai một phát, ba con lên 2 sao luôn. Được. Anh em rất là sai lầm luôn. Không có chuyện đấy đâu anh em. Một con game eSport mà làm gì có chuyện là như giống như kiểu là Free Fire sơn súng để tăng đam được không nhá anh em nhá. Không thể giống như lửa chùa đâu. Con game này không có một bất cứ một cái gì nó liên quan đến cái việc là tác động vào sức mạnh của con tướng ở trong game cả anh em ạ. Không có bất cứ gì về skin mà nó có thể là tác động trực tiếp đến cái việc tăng sức mạnh cả nhá anh em nhá. Đấy là chắc chắn đấy, tôi chắc chắn với anh em luôn. Thế thì nó mới cân bằng, nó mới có nhiều người chơi chứ bây giờ mà lạc tiền vào xong rồi mua skin xong rồi mua dấu ấn xong rồi giống kiểu ép ngọc đúng không? Ép vào để cho có khả năng hút máu hay là có khả năng tăng skin thì không. Tăng đam thì không nhá anh em nhá. Đấy. Còn cái mà anh em nhìn thấy ở cái dấu ấn đấy là cái gì? Nó chỉ là, nó đơn giản, nó chỉ là một cái thành tích thôi. Nó ghi lại cái thành tích của anh em. Ví dụ như là con skin của già nhá, con già tung trưởng. Đấy, thì cái lần tung trưởng gây đam lớn nhất của con già nó là bao nhiêu? Đó. Hay là ví dụ như là anh em chơi bộ mà liên quan đến Warlock nhá. Đấy, thì cái lần hút máu nhiều nhất của anh em trong một round đấu nó là bao nhiêu thì nó ghi vào. Đấy, hoặc là giết được bao nhiêu đối thủ trong một game. Đấy, thì tất cả những cái đấy là nó chỉ là cái dấu ấn ở trong cái bộ skin của anh em. Dấu ấn đó nó có cái chức năng, đấy chính là một cái nhật ký ghi lại những cái chỉ số mà anh em đạt được, những cái kỷ lục mà anh em đạt được trong game. Ok chưa? Đấy, anh em hiểu chưa? Tuy nhiên cái việc anh em nạp tiền và để mua cái dấu ấn trong game ấy, trước đây tôi có chia sẻ cái vấn đề này nhiều rồi. Mặc dù là nó không tăng đam, chắc chắn là không tăng đam nhá. Tuy nhiên nó sẽ có lợi thế. Còn lợi thế như nào thì trước đây tôi đã giải thích rồi. Rồi chúng ta roll nó. Roll cây 3 sao anh em nhá. Xả tiền luôn anh em ạ. Rồi xả hết tiền luôn. Cáo này lấy luôn. Ui trứng này, ui hai con live bullet live của trứng. Thế thì con live bullet live này cho lên 3 sao nhỉ? Hợp lý không? Được. Thế tôi sẽ phải bán bớt con này đi. Round này không kịp rồi nên là chắc là lóc lại thôi. Round này phải lóc lại thôi. Không kịp. Luôn không kịp anh em ạ. Này tôi sẽ lóc lại rau này để tôi giữ lại cái quả trứng. Đó. Trận này tương lai nó sẽ là 9 phe giờ anh em nhá. Tôi nghĩ là sẽ là 9 phe giờ. Lên game 9 phe giờ kẹp 3 assassin ở level 10. Còn ở level 9 là chơi được 9 phe giờ rồi nếu mà ra đủ bộ. Ra Sailing assassin rồi ra Squire có thể chơi ở level 9. Ok, roll tiếp nào. Ui rồi ba quả trứng luôn hả?
Thế thì hay là đập trứng luôn nhở? Thế này thì chắc là đập trứng luôn cho Live Bloodline nhá. Thôi thôi anh em ạ, đập trứng luôn đi. Roll tiếp làm gì đâu. Roll tiếp phải hai con Live Bloodline nữa cơ. Thôi. Tiền roll quá, tiền đập trứng. Anh em ạ, thôi chấp nhận lỗ thôi. Thế là quả lỗ 9 tiền đấy nhá. Và tôi tính rồi, 9 tiền so với cả cái số tiền roll thì không anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi dừng lại, tôi đập trứng luôn. Roll thì roll 4 phát đã mất 8 tiền rồi. Mà làm sao mà ra được hai con Live Bloodline nữa đúng không? Thế nên là cái việc đập trứng này nó là hợp lý rồi. Tính toán rất là cẩn thận. Hay quá, cắt chuỗi thằng này rồi, hay quá. Được quá nhờ. Rồi, hay. Chết rồi, tôi cảm thấy như cái giọng của tôi nó lại bắt đầu nó mất giọng rồi. Anh em thông cảm, tôi vừa mới ốm dậy xong, giọng bây giờ nó đang khá là không ổn. Mũi bị tắc anh em ạ, nên là giọng nó cứ bị nghẹt nghẹt ấy. Nó không được thông mũi cho lắm. Không thông mũi, cười nó khó hơn. Cười nó không được hào sảng như mọi ngày. Đấy, thì anh em nói lại cái chuyện là skin ấy, thì nó có một cái khác, nó có lợi thế khác. Có thể anh em chưa biết, bởi anh em mới xem kênh tôi. Thì tôi cũng nói luôn nhá, là các anh em mà lạp tiền vào game ấy, thì chắc chắn là anh em có lợi thế. Nó là cái này là người ta đặt ra ngay từ đầu rồi. Nhà phát hành người ta đặt ra ngay từ đầu rồi. Chăm sóc những người khách hàng bỏ tiền ra. Cũng giống như kênh tôi thôi. Đấy, nói luôn là kênh tôi, các anh em mà donate hay là các anh em mà đăng ký hội viên ấy, thì sẽ có cái sự chăm sóc nó nhiều hơn. So với các anh em mà chỉ đơn thuần là xem thôi, thì nhà phát hành Dodo cũng thế. Nha anh em nhá. Có một cái chăm sóc đặc biệt dành cho những cái người mà lạp tiền là mua skin, cũng như là lạp tiền là mua battle pass. Đấy. Ở đây nó là gì tôi cũng nói luôn, chia sẻ luôn cho anh em ở đây nó là gì. Đấy chính là cái việc đỏ đen ở trong game của anh em. Anh em nếu mà anh em không lạp tiền vào thì anh em đen hơn, thế thôi. Anh em mà lạp tiền vào ấy thì tỷ lệ nó ra tướng của anh em nó dễ hơn. Nhá. Nó khẳng định luôn là đấy là cái điều là đúng nhá, chứ không bao giờ là bốc phét đâu. Anh em cứ thử lạp tiền vào anh em biết ngay, anh em chơi thử anh em biết ngay, nó khác hẳn luôn đấy. Đấy, tôi đã từng thử rồi, tôi chơi rồi tôi biết. Đấy, tôi thử mua bát từ bát rồi. Đấy, tôi biết là nó như nào. Đấy, còn bây giờ hiện tại anh em thấy tôi không có gì đúng không? Thì tôi bây giờ đúng là một cái người thường dân, người bình thường, chơi đúng với tỷ lệ bình thường ra bài thôi. Đấy, những cái tỷ lệ mà anh em nhìn vào trong cái bảng ở trong level 1, level 2 ấy, các cái phần trăm ấy. Cái phần trăm đấy là hoàn toàn là nó chỉ là các con số thôi. Nó không đại diện cho cái con số thật ở trong game, nó cái chỉ số thật đâu. Nó chỉ là cái phần hình ảnh nó hiện lên cho anh em xem tham khảo thôi. Còn cái phần trăm thật thực tế của nó ấy, ở trong game ấy, nó là sẽ tùy vào cái người lạp tiền nhá anh em nhá. Lạp tiền nhiều thì nó khác, mà lạp tiền vừa vừa thì nó khác, mà không lạp tiền thì nó khác. Đấy. Tỷ lệ của nó chỉ hơn nhau khoảng 5% mỗi người thôi là nó đã khác biệt rất lớn rồi. Đấy, ví dụ như anh em roll ở level 8 chẳng hạn, 3% đúng không? Ra tướng 5 tiền. Đấy, 3% ra tướng 5 tiền, nhưng đối với những cái lạp tiền người ta chỉ cần thêm 1% thôi, nó là 4%. Đấy, hoặc là lạp nhiều tiền thì thêm 1% nữa là 5% ở ngay level 8 là có thể ra tướng 5 tiền được rồi. Nhưng những cái đấy anh em hoàn toàn anh em không biết được đâu, vì nó là một cái thay đổi rất nhỏ trong game. Đấy, chỉ có những cái người mà người ta đang lạp tiền ấy mà người ta không lạp nữa thì người ta sẽ hiểu ra vấn đề. Còn anh em mà anh em không bao giờ anh em lạp tiền thì anh em chưa hiểu ra vấn đề đâu. Đấy, còn những cái người mà người ta đang lạp đều rồi ấy, sau tự nhiên người ta không lạp nữa ấy, là người ta sẽ hiểu ra vấn đề ngay nhá. Đấy, vấn đề rất là đơn giản. Thực ra nó là cái điều nó đơn giản của muôn vàn các cái con game đang có trên thị trường hiện nay nhá. Không, nó không phải là chỉ riêng con này. Thế nên là tôi nghĩ là nó là một cái điều bình thường mà chả có gì chúng ta mà phải thắc mắc hay là trách cứ gì cả. Nó là quá là bình thường luôn. Ở trong game này bây giờ người ta làm game đúng không? Người ta phải có kinh phí để người ta phát triển. Kinh phí để chạy quảng cáo, kinh phí để duy trì server, bảo trì server, kinh phí để trả tiền nhân viên, thuê văn phòng. Đấy, đội ngũ phát triển game, đội ngũ làm thị trường, đội ngũ như là content creator là phải trả tiền. Chính vì thế là phải có kinh phí, mà có kinh phí thì chỉ có thể là bán được thôi. Bán đồ thì mới có kinh phí thôi. Thế bây giờ những cái người mà chịu bỏ tiền ra để có được những cái skin thì đồng thời là cũng sẽ được một vài những cái lợi thế nhất định. Bởi vì nếu mà người ta chơi thua nhiều, anh em phải hiểu là một cái người ấy, người ta có sức chịu đựng dù có lớn đến đâu mà thua 3 trận nhá, top 8 liên tiếp. Đấy, thì tôi nói thật với anh em là lả ngay. Không có muốn chơi ở đâu. Có khi là xóa game luôn.
Mà đấy lại là cái người có tiền nhá anh em nhá, là chịu bỏ tiền vào để game, để phát triển đấy, để trả tiền cho con game ấy, thì người ta không chơi nữa thì có phải là lúc đấy thì chết không? Đấy, chính vì thế nên là cái gì? Phải có những cái chế độ đặc biệt dành cho những người lạp tiền. Đấy là nó sẽ phải tăng một chút cái những cái tỷ lệ roll. Đấy, để cho cái game nó dễ dàng hơn, người ta sẽ chơi, người ta sẽ hứng thú hơn và người ta sẽ chấp nhận chịu bỏ tiền lần thứ hai, lần thứ ba đến lần thứ N. Đấy, tôi nói thế là đơn giản, anh em hiểu ngay nhá. Thế nên là anh em cũng đừng có ngại về cái việc là anh em lạp tiền vào, anh em mua skin thì anh em không được tăng đam, thì anh em thực ra anh em vẫn được tăng nhưng mà tăng cái khác. Ok chưa? Đấy, thế nhá anh em nhá. Còn đối với các anh em cấy chay thì tỷ lệ nó vẫn như thế thôi, không có vấn đề gì cả. Thực ra thì anh em vẫn có thể được top 1. Nếu mà trình độ của anh em nói chung là rơi vào tầm thượng thừa thì không lạp thì như lạp thôi, nó cũng không khác gì mấy đâu anh em. Đấy, còn lạp thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, tôi phải nói luôn. Lạp thì roll nó dễ lắm. Roll, anh em biết tỷ lệ roll rồi mà. Mà cơ chế roll ở trong game này anh em còn lạ gì? Đấy là những cái con mà anh em bỏ qua, anh em không mua thì hai round sau là mới xuất hiện. Đấy, chính vì thế nên là cái việc bỏ tiền ra để lâng cái tỷ lệ lên thêm 1-2% thực ra là nó cũng là khá là lớn đấy. Nhất là những cái con tỷ lệ 5 tiền ấy, 5 tiền ra nó dễ hơn nhiều. Đấy, lại còn có một cái tỷ lệ khác này, mà cái tỷ lệ mà trùng cái tướng ở trên sân ấy. Đấy, cái tỷ lệ đấy mới hay. Tức là ví dụ như là anh em chơi gấu chẳng hạn nhá, anh em chơi Fanda ấy, thì cái tỷ lệ ra những cái con trùng ở trong game của anh em ấy, đấy, nó sẽ cao hơn là bình thường. Ôi ôi, đang này lại mất chuỗi này. Thực ra là 6 Feather thì gặp cái bọn này thì mất chuỗi thì nó cũng đúng thôi. Bọn này thì Feather nó bị phản đam mà. Chỉ có 9 Feather thì mới không sợ Warrior thôi anh em ạ. Còn 6 Feather thì nó phản đam. Nhất là đánh co bằng Light Blade Light thì nó cứ lẩy là tự chết thôi mà. Nên là late game là cái con Light Blade Light này là phế thôi. Chính vì thế cái vừa nãy là tôi cũng hơi phân vân đấy. Cái lúc mà con này nó ra hai con với một quả trứng ấy, là lúc ấy tôi hơi bất ngờ. Bởi vì tôi không có ý định là lâng con này lên 3 sao đâu. Con này chỉ là chơi tạm thôi. Sau đó late game là chơi chơi Sailing Assassin. Vừa nãy tôi có chia sẻ cho anh em về cái vụ là lạp tiền vào ấy, thì là có tỷ lệ là cao hơn. Nhưng mà đấy là nó chỉ có trong rank thôi anh em nhá. Đấy, còn các anh em mà thi đấu ở giải ấy, thì chúng ta vào lobby thì nó hoàn toàn là như nhau hết nha anh em nhá. Thì nó mới chơi được eSports. Đấy, chứ không phải là anh em sắp khi thi đấu giải mà anh em làm quả là Battle Pass mua hẳn 15 ấy, xong rồi anh em anh em vào anh em thi đấu giải anh em được lợi thế hơn thì không có đâu anh em ạ. Không có đâu nhá. Nó như nhau thôi. Còn ở trong rank thì nó còn có nhiều cái ưu đãi hơn nữa cơ. Mà tôi không kể hết cho anh em đấy. Đấy, tôi kể thêm một cái nữa nhá. Ngoài cái việc tỷ lệ ra thì nó còn có cái gì nữa? Đấy là anh em thắng thì anh em sẽ được cộng nhiều hơn. Anh em thua anh em sẽ bị trừ ít hơn. Anh em cứ lạp đi anh em biết nhá. Anh em thua ấy, nó còn có một cái gói, nó gọi là, nó có một cái item ấy ở trong cái game này mà nếu mà anh em lạp tiền anh em sẽ biết. Nó đôi khi anh em sẽ được tặng ở trong hòm. Đấy là cái item bảo vệ mức rank của anh em. Tức là anh em thua đến đâu ấy chăng nữa thì anh em không bao giờ anh em bị tụt rank. Ví dụ anh em lên mức rank từ lúc 9 anh em lên King 1 rồi nhá, thì nó sẽ có một cái bảo vệ mức rank King 1 cho anh em. Mà anh em chơi anh em có thua bao nhiêu nữa thì anh em cũng không bao giờ anh em xuống được lúc 9 nữa. Đấy, anh em thấy hay không? Rất hay đấy chứ, đúng không? Rất hay đấy, nó sẽ có những cái món đồ như thế nếu mà anh em lạp Battle Pass. Hoặc là nó sẽ ngay cả bản thân nếu mà trong trận đấu anh em thua anh em sẽ bị trừ ít hơn, anh em bị trừ ít máu hơn. Ui, con cáo chọc tín thế nhở? Vai đài thật. Đấy, mà không chết được thì là nó sẽ chết thôi. Nó chọc cũng không chết được Live Blade Live của tôi thì nó sẽ là người chết. Rồi, tôi nghĩ là bây giờ ấy lên 10 rồi đúng không? Lên 10 thì có khi là chúng ta sẽ kiếm 4 bit vào đi. Kẹp 4 bit kết hợp với 6 feather. Anh em ạ, chơi kiểu siêu đẻ đã. Xong tí nữa ra sai linh rồi sai ra square ấy thì chúng ta sẽ form 9 feather nha anh em nhá. Kết hợp với cả con cáo thì chúng ta sẽ được là 3 assassin, 9 feather. Lúc đấy chúng ta sẽ được cái line up tối thượng của bộ feather. Feather tối thượng ở level 10. Rồi. Thôi cứ tà tà hơi máu nhiều anh em ạ. Trận này đẩy kinh khủng khiếp thật. Anh em biết tại sao? Tôi ở chơi feather đẩy cũng nhiều. Mà cái thằng top 1 thì nó xanh, nó chơi line nó xanh. Xanh quá rồi. Đấy, lại còn có cả insectoid rồi beat nữa. Chính vì thế trận đấu này nó phải nói là nó tốc độ trận đấu nó đẩy rất nhanh.
Ui, round này có vẻ bị đẩy nhiều này. À, hay quá, hay quá, clear được. Ui, lần này tôi bị con cáo chọc chết này. Càng đấy. Có món đồ Kira. Kinh phết nhở. Insect bây giờ cũng tín phết đấy. Chơi Insect chắc là tôi cũng phải làm một trận Insect mới được. Có rất nhiều anh em yêu cầu chơi Insect nhá. Giờ ghép cái món đồ gì đấy. Blink có rồi. Ghép cái ngọc giảm hồi chiêu cho Whispersia cũng được. Tí nữa cái ngọc hồi chiêu này tôi sẽ cho con Squire. Tí nữa Squire sẽ gánh team. Đó. Kẹp như thế này là chúng ta có thêm 3 Hunter nữa này. Ok. 4 bit 3 Hunter kết hợp với cả 6 Feather. Ở level 10. Ơ kìa kìa. Thằng Luân nó cứ sang nó soi tôi kìa anh em kìa. Chơi bit sang soi con cáo Blink cái gì ai chả biết. Ui giời ơi. Này thì cáo Blink sang phải này. Không sang soi thì người ta còn không chú ý. Cứ sang soi. Thôi thế là đi rồi. Đi rồi Luân ơi. Ui giời, 7 máu. Rồi tiến bạn lên đường tạm biệt nhé. Ok, còn 3 nhà. Bây giờ nó lo cái thằng ui giời chết lốt rồi. Cái thằng Clive lên được 11 rồi, 6 Glacier. Đội hình này thì ăn cái kiểu gì được nhỉ? Khói. 6 Clive, 6 Glacier rồi. Nhưng mà cái thằng này nó không chơi con hổ. Nó không chơi con hổ. Tôi roll nó cướp hết hổ rồi. Nó không chơi hổ. Nó chơi con rồng. Rồng Blink cẩn thận nhá. Rồng Blink bên phải ấy, cánh phải ấy. Thế nên là phải cẩn thận. Live Blade Line phải để cái vị trí mà nó không bắt được con Live Blade Line của tôi. Ô sao tôi để cái con AM nó không chém một con rồng nhỉ? Cay thật. Thế là bắt bố nó vào con Live Blade Line rồi. Ui nhìn cái con rồng nó khác kìa. Rồng 3 tia vãi cứt. Này thua mất. Không ổn. À rồng có 2 tia thôi nhưng mà có chống lé rồi. Có chống lé với cả có hút máu trừ giáp. Càng đấy. Cay nhở. Hèn thế, ở trong cái thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa ra được cái con 5 đô nào cả. Chưa ra bất cứ con 5 đô nào luôn. Bây giờ còn chưa ra Squire, chưa ra Sailing Assassin thì đỡ thì đéo được đây. Cáo vẫn còn 1 sao kìa. Mấy con to tiền còn toàn 1 sao anh em ạ. Đỉnh của chóp kìa. Chịu luôn đấy. Đối thủ bắt đầu gáy rồi. Hay là chúng ta chuyển sang ấy. Sang Witcher. Witcher thì có một cái lợi thế đấy là đấm xuyên giáp được Clive. Nó cũng là một cái lợi thế. Tuy nhiên là đang chơi là cái bộ Feather anh em ạ. Chính vì thế là Feather thì lại hơi đuối ở cái mặt là độ trâu chó. Câu kéo thời gian. Giá như mà đây là tôi đang chơi cái bộ Exorcist cơ. Mà bây giờ mà đổi sang Exorcist thì hơi kinh đấy. Hơi căng anh em ạ. Giờ... À đây rồi, thế thôi. Ra là Sailing rồi. Bây giờ chỉ cần ra Squire nữa thôi anh em ạ. Rồi, cố gắng vậy. Thế này có khi là không cần phải chuyển sang Witcher đâu anh em ạ. Rồi. Qua round này roll tiếp thôi. Form tiếp. Thiếu Squire nữa thôi mà. Đấy, bây giờ tôi để cái Blink cho con Live Blade Line. Tránh con rồng anh em ơi, Blink xuống dưới tránh con rồng. Live Blade Line gánh tem. Ok. Được không? Clear khá chậm bởi vì cái giáp của bọn này rất trâu. Công nhận giáp bọn này trâu thật đấy. Thế nhưng mà cũng chỉ lọt con rồng thôi. Mỗi round lọt một con thôi. Thôi được. Chấp nhận mỗi round lọt một con cho đến khi nào mà chúng ta ra được con Squire. Thì lúc đấy chúng ta gọi là tối thượng. Thì có khả năng ăn được. Rồi, roll tiếp nào. Ui, Sailing 2 này. Một con nữa. Ra gấu này. Thế thôi. Thôi nhá, giải tán bọn này đâu. Nào, roll tiếp nào. Không có Witcher chiếc gì hết. Ở đây rồi. Ui hay quá. Đốn hết tiền đã. Từ đã. Sailing lên được 2 không? Gấu lên 3 sao này. Đó. Rồi thôi đập trứng cho Sailing luôn. Dồn đồ cho Sailing. Nhưng mà không kịp rồi. Round sau.
Giao sau tôi sẽ rồn đồ cho Sailing. Sailing nó sẽ khỏe hơn đấy. 5 đô 2 sao tôi đánh giá là cao hơn là 2 đô 3 sao anh em ạ. Sailing Assassin nó sẽ là cái con gánh ở trong team này, ở trong cái trận đấu này đó. Nhưng mà phải ra được Squire. Mỗi round lòng một con thì tôi nghĩ là vẫn chơi được. Ui, round này còn suýt thắng nhá anh em nhá. Round này tí nữa thì ăn luôn đấy. Đấy, con rồng còn tí máu thôi. Được, có cơ hội thắng đấy. Vẫn có thể có khả năng thắng được anh em nhá. Bán cáo đấy. Rồi, roll tiếp này. Squire. Squire. Ra đi. Mẹ. Rồi, chuyển đồ. Chuyển đồ cho Sailing. Rồi. Tôi không hiểu sao ấy, con Tabu chở tôi chả bao giờ nó bắt được con rồng rồi sao? Đây rồi, bắt được rồi. Nhưng mà cái tầm này không cản được nó hóa nữa rồi anh em ạ. Con rồng bây giờ full đồ, có cả chống lé. Đấy, có chống lé rồi, chịu rồi. Nhưng mà tôi có con Sailing nó giúp tôi clear được. Ơ, rau này ăn được không? Rau này ăn được không? Rau này ăn được không? Ơ, được này, hay quá. Ăn được luôn anh em ơi, hay. Đấy, vẫn có cơ hội ấy chứ. Dồn đồ cho Sailing là nó khác ngay. Được, solo mà. Sailing là con solo, còn con Live Blink Live đơn giản nó chỉ là clear thôi. Ui, ra Sailing tiếp này. Bán cũng không đi, roll tiếp. Bán đi, roll tiếp nào. Roll tiếp, ui vẫn không ra anh em ạ, cay nhỉ. Vậy là chúng ta còn kéo dài nó ra thứ 40 cơ. Chịu rồi, round này cũng không ăn được, khó lắm. Bây giờ phải đủ bộ mới ăn được anh em ạ. Mỗi round lọt một con thôi, mình không thua là nó thua thì nó cũng chỉ lọt một con thôi mà. Trận này kéo dài nó ra thứ 46 ấy chứ. Trừ khi là tôi ra đủ bộ thì mới có cửa là ăn được. Ui, round này nó dồn đồ cho Sailing rồi. Này nó dồn đồ cho Sailing rồi anh em ơi. Ui ơi, lọt hai con ạ. Lọt hai con luôn ạ. Vãi đái thật. Vớ vẩn không ra Squire là thua đấy. Còn đúng 11 máu thôi. Rau này rau cuối mẹ rồi. Chán thật sự. Hy vọng là rau sau ra Sailing để anh em biết được cái sức mạnh của cái đội hình này. Là nó vẫn còn có cửa ăn được. Chứ còn tầm này mà lên cái bộ Clay tối thượng. Level 11 nó là tối thượng rồi anh em nhá. Bây giờ nó lên tận 12 anh em ạ. Kìa gáy kìa. Nó bảo hổ tôi không gầm được kìa. À, nó bảo tôi là cái con hổ của tôi nó chỉ giống như con mèo Hello Kitty thôi. À, thế là cái sớm thế. Từ từ thôi bạn ơi. Nhưng mà công nhận là nó cũng có cơ sở nó cái đấy. Nó lên được level 12 rồi. Và bây giờ nó chơi co là con Sailing. Sailing của nó ngoài cái việc là nó có cái giáp ra, nó có cái khiên chống đỡ ra thì nó còn có cái giáp của bọn Clay nữa anh em ạ. Rồi còn cả cái gậy như ý chống hồi máu, chống lé nữa. Đấy, mà trong khi đấy tôi vẫn chưa ra Squire, bố tiên sư. Ra! Ui dồi ôi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Cơ hội lật kèo đây rồi. Đây rồi, ghép cái ba tí ạ. Ok. Rồi ghép lốt này. Đây, lấy cái này tung trưởng cho nó khỏe. Đây, ngọc giảm hồi chiều đợi từ lễ đến giờ. Được rồi bạn ơi. Ui dồi ôi, đây, bây giờ đây. Xem nào, ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ờ, linh ngang. Đúng rồi, clear đi, hay quá, con rồng bị bắt rồi. Ồ, hay quá. Ui, con rồng nó đứng đúng vào cái đường quẹt của con Sailing của tôi. Ui, nhưng con Sailing của nó mạnh quá anh em ơi. Ờ, con Sailing mình có thỏ tôi là tên vào chúng người. Ôi. Ui, trời ơi, trò chơi kết thúc mất rồi. Trời ơi, một quả đi luôn. Chỉ có thay đổi đội hình thôi. Từ coi như là 6 phe giờ chuyển lên 9 phe giờ và một phát là kết thúc trò chơi luôn. Đấu với cả cái bộ 12 con chơi Clay mà ăn được thì chứng tỏ là cái bộ 9 phe giờ này nó cũng tối thượng đấy chứ. Đúng không anh em? Khỏe đấy chứ. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Hy vọng là cái buổi hôm nay
cái giọng của tôi nó sẽ không khiến cho các anh em cảm thấy khó chịu, bởi vì hôm nay tôi khá là mệt, họng của tôi nó quá đau để có thể là gào thét rồi truyền đạt được các cảm xúc. Thế là hy vọng ngày mai tôi sẽ khỏi được cái họng để anh em có thể đạt được những cái trải nghiệm tốt nhất anh em nhá. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, cũng là một cái trận khác tôi chơi cái đội hình này rất mạnh. Đấy, anh em cũng có một cái trải nghiệm khác so với trận đấu này anh em nhá. Và em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một con Tôn Ngộ Không nó lạc vào trong Kỷ Băng Hà. Hay lắm, tin tôi đi, xem đi nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.